Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trump lại thua kiện trước bà E. Jean Caron. Ngày 27 tháng Giêng, các phóng viên của BBC đưa tin từ tòa án ở New York. Theo đó, ông Trump thua kiện phải bồi thường hơn 83 triệu đô la vì phỉ bán bà E. Jean Caron. BBC cho biết số tiền mà bồi thẩm đoàn đưa ra trong phiên tòa dân sự bao gồm hơn 18 triệu đô la bồi thường thiệt hại và 65 triệu đô la tiền phạt. Theo BBC, ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo, gọi vụ việc là một cuộc săn phù thủy và bản án hoàn toàn lố bịch. Khoản bồi thường thiệt hại nhằm mục đích giải quyết những tổn hại mà những bình luận của ông Trump đã gây ra đối với danh tiếng và sức khỏe tinh thần của bà Karen. Và đây là hình bài trên BBC Tiếng Việt. Hội đồng xét xử cũng đưa ra một hình phạt mang tính trừng phạt nhằm ngăn chặn ông Trump tiếp tục lên tiếng chống lại nữ nhà báo mất chưa đầy 3 giờ để bồi thẩm đoàn 9 người, gồm có 7 nam và 2 nữ, đưa ra phán quyết vào chiều ngày 26 tháng Giêng. BBC dẫn phát biểu của luật sư Robbie Kaplan, luật sư của bà Karen cho biết, phán quyết hôm nay chứng minh rằng pháp luật áp dụng cho tất cả mọi người ở đất nước chúng ta, ngay cả những người giàu có, thậm chí cả những người nổi tiếng, thậm chí cả các cựu tổng thống. BBC cũng cho biết, trong phiên tòa, thẩm phán Lewis Kaplan đã khuyên các bồi thẩm đoàn không nên sử dụng tên thật của họ do tính chất nhạy cảm của vụ án. Khi phiên tòa kết thúc, ông khuyên họ nên tự do thảo luận về trải nghiệm của mình. Nhưng ông không nói thêm rằng, theo quan điểm cá nhân, họ không nên nói cho ai biết rằng họ đã tham gia vụ kiện này. Bên cạnh đó, BBC cho hay, ông Trump đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái, thậm chí phủ nhận rằng ông đã từng gặp bà Caron kể cả vào sáng ngày 26 tháng Giêng. Nhưng sau phán quyết, ông đã kiềm chế không công kích trực tiếp nữ nhà báo khi đăng kết quả vụ án lên nền tảng mạng xã hội True Social của mình. Và đây là hình ông Trump vẫy tay với người ủng hộ trước khi vào tòa. BBC cho biết thêm, một phiên tòa dân sự năm ngoái kết luận, ông Trump đã tấn công tình dục bà Carol, một nhà báo trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bacdor Goodman vào những năm 1990. Bồi thẩm đoàn khi đó cũng tuyên bố, cựu tổng thống phải chịu tội phỉ bán vì gọi lời buộc tội của bà là dối trá và ông Trump được lệnh phải bồi thường thiệt hại cho bà Caron khoảng 5 triệu đô la. Vẫn theo BBC, vụ án kết thúc ngày 27 tháng Giêng tập trung vào những bình luận phỉ bán khác nhau của ông Trump vào năm 2019. BBC dẫn lời bà Caron cho rằng vụ án này cũng nhằm trừng phạt ông Donald Trump. Phiên tòa này nhằm mục đích khiến ông ấy phải dừng lại một lần và mãi mãi. BBC dẫn ý kiến của các luật sư của bà Caron nói với tòa án rằng những tuyên bố của ông Trump đã gây ra hàng loạt lời đe dọa, giết chết, hiếp dâm và chỉ trích gây gắt trên mạng đối với bà. Và đây là hình bà Caron bên ngoài tòa án. Ngoài ra, BBC cho biết ông Trump phải đối mặt với 4 vụ án hình sự và dân sự với tổng số 91 tội nghiêm trọng và là tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị buộc tội ông nhiều lần khẳng định các vụ án pháp lý khác nhau mà ông phải đối mặt đều do các đồng minh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đảng viên đảng Dân Chủ, dàn dựng. BBC tiếp tục cho biết, với tư cách là ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua vào tòa bạch ốc của đảng Cộng Hòa, ông Trump có vẻ sẽ tái đấu với ông Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2024. BBC dẫn quan điểm của ông Dmitry Shachnivik, giáo sư tại Đại học Tư pháp hình sự John Jay nói rằng, các luật sư của bà Caron đã lập luận thành công rằng vì những thiệt hại đáng kể mới có thể buộc tội ông Trump ngừng bôi nhỏ bà. Giáo sư luật Caron Tobias của Đại học Richmond nói với BBC rằng sự thiếu tôn trọng mà ông Trump thể hiện đối với thẩm phán, bồi thẩm đoàn, luật sư đối lập và đặc biệt là bà Caron có thể đã hỗ trợ cho trường hợp của bà và khiến họ xác định rằng một phán quyết bồi thường thiệt hại lớn là phù hợp và được đảm bảo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Trump lại thua kiện trước bà Y. Chen Caron Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì đảng nâng đỡ không trong sáng nên mới có quan tham. Ngày 26 tháng Giêng, blog Trần Văn trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận Hai ông chiến và một đảng chuyên nâng đỡ không trong sáng. Phần 2 của bài viết này nói đến ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa. Tác giả nhận xét giống như ông Nguyễn Nhân Chiến, ông Trịnh Văn Chiến, người bị khởi tố hồi cuối tháng 12 vừa qua, cũng là cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu đại biểu quốc hội, cựu bí thư kim chủ tịch Hội đồng Quản trị tỉnh Thanh Hóa và không kém tài tiếng. Thậm chí, ông Chiến thứ hai còn tai tiếng hơn, vừa vì là người hỗ trợ tận tình cho Trịnh Văn Quyết, vừa vì góp phần giúp đảng của ông tạo ra khái niệm bất hủ là nâng đỡ không trong sáng. Và đây là hình bài trên blog Trần Văn AFA. Tác giả nhắc lại trường hợp thăng tiến thần tốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1986. Năm 2010, bà Quỳnh Anh, từ một nhân viên tạp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, năm sau đột nhiên được tuyển làm công chức sở xây dựng mà không cần thi tuyển. Chỉ trong vòng 4 năm sau đó, bà liên tục được cất nhắc rồi trở thành trưởng phòng quản lý nhà thị trường bất động sản của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, kiêm đảng ủy viên của cơ quan này. Năm 2015, bà được quy định về công tác quy hoạch để làm phó giám đốc sở xây dựng. Dù lương chỉ có 6 triệu đồng cho một tháng, nhưng bà là chủ hàng chục biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng và sử dụng một chiếc Cadillac Escalade trị giá khoảng 6 tỷ. Theo tác giả, dựa trên nhiều dữ kiện khác nhau, không chỉ có người sử dụng mạng xã hội, mà nhiều cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức cũng nêu ra hàng loạt nghi vấn. Phải chăng, bà Quỳnh Anh thăng tiến và giàu có bất thường vì bà có quan hệ với ông Trịnh Văn Chiến, bí thư tỉnh. Và đây là hình ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa và hot girl Quỳnh Anh. Thế rồi đột nhiên bà Quỳnh Anh bỏ việc, mất tích, toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm bà không cánh mà bay. Điều duy nhất mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Thanh Hóa trả lời cho công chúng và báo cáo lãnh đạo cấp trên là bà Quỳnh Anh đã tự ý xin thôi việc và vì bà có dấu hiệu vi phạm trong việc kê khai tài sản nên đã quyết định khai trừ bà ra khỏi Đảng. Tác giả cho rằng để dập tắt dư luận, chính quyền tỉnh Thanh Hóa quyết định khiển trách ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh, vì lúc đảm nhiệm vai trò giám đốc Sở Xây dựng đã có một số sai phạm liên quan đến việc tuyển dụng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh, nhưng công chúng bất phục, vì vậy tỉnh ủy Thanh Hóa đã gửi công văn cho ban tuyên giáo để lưu ý về những tin đồn thất thiệt liên quan đến bí thư tỉnh. Theo đó, không chỉ mạng xã hội mà còn một số tờ báo phản ánh không đúng tình hình ở Thanh Hóa, sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh. Ông Trịnh Văn Chiến tuyên bố đã chỉ đạo công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc và đề nghị cả bộ công an vào cuộc. Và đây là hình ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư Bắc Ninh. Tác giả Mỹ Mai không biết Trung ương đã xác minh thế nào, nhưng đến cuối năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định tước bỏ tất cả các chức vụ trong đảng của ông Ngô Văn Tuấn bởi đã nâng đỡ không trong sáng bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Nhưng dư luận cho rằng lẽ ra cần phải làm rõ trách nhiệm của Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Tác giả cho biết trước khi ông Nguyễn Nhân Chiến bị khởi tố, đã có hàng loạt viên chức ở Bắc Ninh bị bắt, chưa biết sau khi ông Chiến bị bắt sẽ có thêm bao nhiêu viên chức nữa ở Bắc Ninh bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiếp sức cho công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu đảng không nâng đỡ, những cá nhân như ông Nguyễn Nhân Chiến bỏ qua sự giàu có bất thường của ông ta, bỏ qua dấu hiệu lũng đoạn hệ thống, thì chắc chắn hậu quả không thể trầm trọng như vừa công bố. Tương tự, tác giả đánh giá, nhờ đảng nâng đỡ ông Trịnh Văn Chiến mới càng rỡ như đã biết, nếu đảng thật sự trong sáng với nhân dân, thì làm gì có chuyện chỉ xử lý thuộc hạ của ông Chiến vì nâng đỡ không trong sáng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì đảng nâng đỡ không trong sáng nên mới có quan tham. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cả họ cùng làm quan. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới